trong chương trình ngày hôm nay. Đánh bại Olympic Series, Olympic Việt Nam tiếp tục hành trình tại ASEAN. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có mặt tại Việt Nam. Những thông tin mới nhất về các môn thể thao tại ASEAN của đoàn thể thao Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhật ký ASEAN 2018. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam vào lúc này, khi lại một lần nữa đội tuyển Olympic Việt Nam đã tiếp tục viết câu chuyện cổ tích của mình. Bước vào trận tứ kết gặp Olympic Series, đội tuyển Olympic Việt Nam chủ động chơi với đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Với thể hình thể lực vượt trội, không bất ngờ khi đội bóng Tây Á kiểm soát bóng nhỉnh hơn và thường giành chiến thắng trong những pha tranh chấp. Dù thi thoảng có những pha lên bóng nguy hiểm, nhưng trước sự tập trung của hàng phòng ngự Olympic Việt Nam, Siri không thể một lần tìm đường vào mảnh lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng, và 0-0 là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng cả 3 sự thay đổi người để phục vụ cho mặt trận tấn công khi tung Anh Đức, Phan Văn Đức và Văn Toàn vào sân. Tuy nhiên, cả Olympic Siri lẫn Olympic Việt Nam đều tỏ ra thận trọng. Bóng chủ yếu chỉ lan ở khu vực trung tuyến và hai đội phải phân định thắng thua trong hiệp phụ. Đến lúc này, khi thể lực của hai bên đã đi xuống, những sự thay đổi của chiến lược gia người Hàn Quốc mới cho thấy sự lợi hại. Phút thứ 108, từ một đường truyền dài xuất thần của trung vệ Bùi Tiến Dũng, Anh Đức tung ra cú lốp bóng tinh tế loại bỏ thủ thành bên phía Olympic City. Bóng chạm trúng xà ngang, nhưng Văn Toàn đã có mặt đúng lúc để bóng chính xác mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Bàn thắng mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho ban huấn luyện cùng toàn thể người hâm mộ. Những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng Olympic City đành bất lực trước sự tỉnh táo của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo, và 1-0 dành cho Olympic Việt Nam là kết quả cuối cùng. Với chiến thắng lịch sử này, Olympic Việt Nam sẽ lần đầu góp mặt tại bán kết một kỳ ASEAN và đối thủ tiếp theo của Văn Toàn và các đồng đội sẽ là Olympic Hàn Quốc. Tối ngày hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Mặc dù không thể tái lập kỳ tích lọt vào vòng bán kết, tuy nhiên người hâm mộ cũng hài lòng với màn trình diễn của các cô gái ở giai đoạn chuyển giao thế hệ này. Vào 21 giờ 50 phút tối qua, chuyến bay cuối cùng chở 23 thành viên còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam gồm trưởng đoàn Phan Anh Tú, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, các trợ lý và các vận động viên còn lại đã trở về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sau khi hai trợ lý Kim Hồng, Kim Chi cùng 4 vận động viên Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, thủ môn Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Mỹ Anh đã chia tay đội trước đó ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận được sự chào đón trở về của đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hành trình về nước của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khá vất vả khi phải trải qua 3 chặng bay từ Palembang, Jakarta, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, ở 2 chuyến bay sau đều bị delay do thời tiết xấu tại thời điểm chuẩn bị cất cánh. Trong hành trình di chuyển của mình, đội tuyển nữ Việt Nam liên tục nhận được sự động viên và chào đón của những người hâm mộ nhận ra sự có mặt của đội tuyển nữ. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ ngắn gọn về đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN 2018. Chúng ta hiện đang trẻ hóa, mà chúng ta nói được là một cái trận cầu rất là quyết định. Đấy là tôi rất là hài lòng. Còn chưa hài lòng thì chúng ta chưa tiếp tục vào sâu được. Nhưng cái đấy nó liên quan đến cái lực lượng chúng ta. Chúng ta đang mỏng, rất là mỏng, chỉ có 20 vận động viên và hầu như là rất là trẻ. Trẻ mới 19-20 tuổi và đã phải thi đấu những cái trận trước đó rồi. Và cái thời tiết rất là nóng lực. Đấy là một cái mà chúng ta cũng chưa thực hiện được những cái yêu cầu. Và tôi nghĩ là sẽ có thời gian. Đấy, đội bóng tuyển bóng đá nữ chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tập luyện lại với nhau. Để làm nhau đó hiểu nhau hơn, ăn ý nhau hơn. Và bóng đá nữ thì phải tập trung lâu dài. Đấy, thì có cái thời gian lâu dài thì chúng tôi sẽ sửa chữa được tất cả những cái điều kiện trong những cái lần giải tới đây. Như vậy, sau một ngày dài di chuyển nối chuyến khá vất vả, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam an toàn, khép lại chuyến thi đấu tại ASEAN 2018. Mặc dù không thể lọt vào bán kết môn bóng đá nữ, nhưng những nỗ lực của các cô gái Việt Nam đã được ghi nhận và dễ dàng cảm thông khi đội đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, chuyển giao thế hệ. Ngay sau khi quay về địa phương, các cầu thủ nữ sẽ bước ngay vào tập luyện để chuẩn bị cùng các câu lạc bộ tham dự lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất trung tuần tháng 9 tới. Những thông tin về các môn thi đấu khác tại Á vận hội ASEAN 2018 cũng sẽ tiếp nối ngay sau đây. Trong ngày hôm nay 27 tháng 8, đoàn thể thao Việt Nam đã tranh tài ở 7 môn. Điền kinh Việt Nam đang có một đêm thăng hoa thật sự ở đấu trường châu lục. Ở chung kết nội dung điền kinh nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam với thành tích 6m55. Đây là tấm huy chương vàng môn điền kinh lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ ASEAN của thể thao Việt Nam.
Ở nội dung chung kết 400m rào nữ, Quách Thị Lan giành huy chương bạc với thành tích 55:30 và Nguyễn Thị Oanh giành huy chương đồng nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 9:43:83. Bộ môn pencastilat có 4 nội dung thi đấu chung kết, đều gặp chủ nhà Indonesia. Lê Hồng Quân và Trần Đức Danh đã mang về tấm huy chương bạc đầu tiên nội dung quyền biểu diễn đôi nam với số điểm 562. Đúng dự đoán, huy chương vàng thuộc về Indonesia với điểm số vượt trội so với các đối thủ. Sau trận tứ kết đối đầu với đội tuyển Olympic Series kết thúc cách đây ít phút, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một số chia sẻ về trận đấu này. Hôm nay chúng tôi có thêm một bước tiến khi giành quyền vào chơi vòng bán kết. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình trong trận tới để tái lập thành tích vào chung kết như giải U23 châu Á. Tôi hạnh phúc khi làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ. Trong trận đấu sắp tới với Hàn Quốc, toàn đội quyết tâm giữ sạch lưới và ghi bàn thắng vào lưới đối thủ. Tôi yêu đất nước của mình, nhưng giờ tôi là huấn luyện viên trưởng của Olympic Việt Nam. Tôi có nghĩa vụ phải hết mình chuẩn bị cho Việt Nam trong trận bán kết sắp tới với Hàn Quốc. Cả Việt Nam và Hàn Quốc chỉ có một ngày nghỉ. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc hồi phục trong trận đấu sắp tới. Toàn đội sẽ cố gắng hồi phục cả thể lực và tinh thần cho các cầu thủ. Chúng ta là người Việt, chúng ta là Việt Nam. Chúng ta là người Việt, chúng ta là Việt Nam. Okay.